Yo, hello, what's up chào em nha, chúng ta trở lại với channel mình đây từ từ đường phố đấy mọi người nhá. Chị anh em ơi, phải tạo chí mê từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước ở video cho anh em xem video về đầu video nhìn xem like và một subscriber cũng trên phát triển nha, anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt quà vui chơi sự kiện mới của nhà phát hành anh em. Ok, để xem sự kiện tuần mới là chúng ta có gì ngon. Nhìn sương sương thì kiếm được ngay 200 năm thùng bia các bạn. Tôi vừa mới mần qua tí sự kiện các bạn, hết sự kiện chiêu mộ tướng và sự kiện là bên đại diện sự kiện Bimor anh em, 350 xương quay với cả 50 thùng bia các bạn này này. Đây, đây anh em. Đó 50 thùng bia đấy, sương sương. Chứ mà qua hết qua fanpage thì anh em, để fanpage hiện tại đang có một số thông tin khá là hot anh em cần để ý cập nhật qua. Đầu tiên là thông báo về việc chuyển đổi server. Thì cái này thì anh em biết rồi, các bạn có thể quyền được chuyển từ trên xuống dưới chứ không được ngược lại các bạn. Link đăng ký đây anh em, các bạn nào có ý định chuyển server thì có thể chuyển nhá. Ví dụ như các bạn được S61 thì các bạn sẽ chuyển tự được từ S1 đến 60 anh em. Ở đâu các bạn có nghĩa là các bạn cứ nhớ là chuyển ngược chứ không chuyển xuôi được anh em. Có nghĩa là các bạn từ S1 các bạn chuyển lên S50 hay là S mấy trăm rồi anh em. Làm gì là chỉ chuyển ngược anh em. Nó thoát khỏi bang hàm độ trước khi chuyển. Phạm vi máy chủ mới nhất định chuyển có thể đăng ký là sau 30 ngày khi mở máy chủ. Ô bên đây thế à? Mới nhất mà thuyền trưởng có thể đăng ký là sau máy chủ mới mà thuyền trưởng muốn chuyển đến phải là máy chủ thấp hơn máy chủ hiện tại ở đây này mà thuyền chủ đang chơi anh em. Đó, thế là thuyền trưởng còn đỡ đăng ký nhầm server, trong thời gian đăng ký thì có thể báo lại để nhận hỗ trợ chuyển lại anh em. Đây các bạn, đây anh em thì chuyển server. Ok các bạn, tiếp theo thì thông báo định bảo trì định kỳ. À hết rồi, thông báo bảo trì định kỳ nữa thôi anh em. Ô thế là hết rồi, tôi còn nhiều hơn anh em không ạ, chỉ có mấy hai cái này thôi. Cái Bitmom đừng quá hết rồi, thông tin về quả cốt thì hiện tại chúng ta thông báo anh em rồi, không thông báo lại. Cái gì là group coi nào. Zoro đồ anh em. Nhìn cái máy hình sao vậy, mọi người giúp đỡ với. Ok, cập nhật qua tình hình quả cát thế thôi anh em. Giờ về game các bạn. Nói chung bên game hiện tại thì có cốt tuần với cả VIP cốt chiên rồi, bạn nào chưa nhận thì nhủ nhận nhá. Rồi quay trở lại in game các bạn. Hiện tại trong túi tôi là đang có hơn 100 thùng bia anh em, 106 thùng bia, thì xem giờ tôi sẽ kiếm được bao nhiêu nha. Đúng chưa anh em? Nhẹ nhàng 60 cốc bia vàng, 350 xu vòng quay nữa, 65 xu vòng quay nữa anh em. 52 thùng bia các bạn, ngon lành cho cái gà form. Ok. Chúng ta có thể kẹo Big Mom này anh em này. Đó, kẹo Big Mom một trong sự kiện rất là ngon. Ở đây thì anh em thể lấy thêm được anh ba Sanji gì nhỉ? Đây anh em có thể lấy thêm anh ba Sanji này nếu thiếu. Đó, còn bên này thì các bạn có thể lấy thêm CRC có không? Nhờ không ạ, chưa có CRC. Mà CRC hôm nay mở quyển AL rồi mà cũng được anh em. Không thì các bạn thể lấy bút ghi và bullet anh em. Đó. Bên báu vật này thì để xem nào, mùa này chắc lấy thêm một nhấn công anh em, mùa này chắc tôi phải lấy thêm một nhấn công rồi, hiện tại tướng công đang hơi thiếu, bạn lấy thêm đồ nhấn công cho tôi tướng. Ok, vào sự kiện thôi. Đồng 160 là mùa này hơi ít anh em, quậy mùa này hơi ít nhỉ. Quá trời sự kiện chơi anh em, xúc quả bồn lá nhá. Ở đây thì anh em sẽ mở lem ngay được 150 thùng bia anh em. Đó, ngon lành luôn. Còn có 5k4 cỏ à, chưa đủ chơi anh em, 5k4 chưa đủ chơi, 5k4 thì chưa được full nữa các bạn, mới được một nửa thôi. Đó. 150 cũng 150 cốc nữa các bạn. Sốc nó rồi anh em, đổi lính chỉ 10 sao tôi mới đổ được một nửa thôi. Ô mùa này còn rồi chúng ta có kim tự tháp này. Xem là tưởng thưởng anh em. Tưởng thưởng không có CRC đâu, ở đây thì anh em vẫn chỉ lấy bullet hoặc là ấy thôi anh em. Ghi thôi. Chuy lá, mùa này chuy lá của ai? Ô, có anh ba này các bạn này, mùa này chuy lá của anh ba này. Cái nhà tôi vừa úp anh ba 25 xong giờ mà quay ra nhiều cũng bực ấy. Nhiều hẳn thì không sao anh em, nhiều ít không ra bực đấy. Ok, support anh em, được 150 lượt, được 80 lượt rồi anh em. Check nhanh qua sự kiện hiện tại là được 757 xu. 569 cốc bia vàng, 300 thùng bia anh em. Có kèo xử luôn đám thùng bia trước nhỉ. Không, giờ quay xu vòng quay anh em. Quay xu vòng quay xong đổi được thêm 150 cốc bia vàng nữa là vừa tròn 700 cốc anh em. Hợp lý,
Ok, tôi sẽ xử nha, xử xong tôi quay bạn coi. Vì tôi hết vé trên tay rồi các bạn. Tôi check xem có vé trên tay không đã. Tôi nhớ nhưng tôi hết vé trên tay rồi anh em. Hết rồi. Ok, xử xong tôi quay bạn coi. Ok bạn, xong nha. Xử luôn anh em 710. Ok các bạn, gom xem được bao nhiêu tài nguyên anh em, xong chuyển sang đi bung Siraxi. Vẫn như thường lệ tôi sẽ không chơi sự kiện vào buổi trưa đầu sự kiện này anh em. Và cũng là lời khuyên tất cả anh em là không nên chơi vào đầu sự kiện các bạn nhá. Vì nó rất là đen, một sự thật có thể các bạn không công nhận nhưng nó là một cái sự thật rất là đau lòng các bạn. Được thêm 70 thùng bị, ôi còn nhiều nữa hả? Ô được 2 lần 70 anh em. Đây 140 à? Uầy. 448 thùng bia rồi anh em, ngon lành. Ok, chắc chắn là dùng hết rồi. Mùa này chắc chắn là chơi hết luôn anh em. Bung tất cả cho Siraxi. Đợi mấy ngày hôm nay rồi anh em, cuối cùng cũng nâng Siraxi lên để test tướng anh em. Trước đó thì chúng ta sẽ đi mở form xem nào, hôm nay xem có lên phẩm gì không. Luffy à. Nhắc lù mới nhớ mới là lù, nhưng mình đủ úp thêm được cháu nữa cho ta. Đi check mới được các bạn, đường là úp thêm Luffy E5 nữa các bạn, chả tội gì. Thì tới điểm tại cái meta của lù vẫn là ngon anh em, chưa bao giờ là đối thời các bạn, chơi rất là êm luôn. Ngoài ra tôi được mấy anh em đang rủ về S37 chơi, hiện rủ là chính anh em, nhưng mà khả năng là mình nhảy về S37 chơi. Ông nào có hứng thú chuyển về chơi cùng? Ai đây? Na bàn hoài vậy trời. Đây cũng là một trong lý do vì sao tôi chưa muốn đập thùng sớm đấy các bạn. Vì nó rất là toang các bạn. Toàn thế nhờ, toàn thật sự anh em. Bỏ luôn đi, không đập nữa các bạn, quên không mở nữa. Ok, ra ngoài check tướng nào, rồi xong lại lặng rồi, lại lác rồi. Ôi, trời ơi, lác hoài thôi. Buồn thế nhờ. Ok, tôi vừa mới biết một cách khác, toàn lác anh em nữa vào đây các bạn này. Mà để kiếm mấy nhiệm vụ 7 sao không được các bạn. Có vẻ không ổn anh em, vẫn đang lắm. Ây da, đặc sản thứ 6 bạn, lâu lắm rồi mình mới phải ăn món này các bạn. Có khi nào lại nối không trời? Có khi nào không lại nối không trời? Ô kìa. Tức nhà tôi chưa kịp làm gì luôn anh em, may quá vào được rồi. Tưởng tí nữa là mình lại phải húp đặc sản thứ 6 anh em. Vô nào bạn ơi. Cái đặc sản thứ 6 này nghe nó hấp dẫn quá trời. Ok, vào game các bạn. Nâng Siraxi chứ các bạn nhé. Hôm nay nâng cấp Siraxi nào. Thức tỉnh 10 sao. Ok các bạn, thức tỉnh E1. Ok anh em, E1 rồi. 5 triệu điểm HP. Ồ, tính ra mình chưa lâng ấy cho Siraxi à. Ờ, mới dư điểm trang bị đặc thù, quên không lâng anh em. Lại căng rồi. 18, 19, 20. Chắc đủ vào được 40 anh em. Úp cái này chắc được nè vào 40, 50 gì đấy thôi. 30 này, 31 này, 36, 37, 38, 39, 40. Nhìn là thấy nghi rồi anh em. Tầm đấy thôi. Ok, bạn này được 3 triệu mốt cũng được. Test tạm. Ok anh em, mất công nâng cấp test tạm nào. Chúng ta đi Ngọc Vega. Quay qua Tatsumi hả? Giờ chắc không cần Siraxi đâu anh em. À hôm qua tôi đánh hết rồi à? Có thể tap bot gì nữa anh em, đánh xong hết rồi. Ok, cập nhật qua thì có các sự kiện thế thôi anh em. Thì clip chắc là kết thúc đã. Hẹn gặp anh em ở clip theo nhé. Cảm ơn các bạn dõi theo video kênh Tiểu Tự Đường Phố nhiều. Hẹn gặp anh em ở video tối nay chúng ta sẽ quay nát sự kiện này rồi tính tiếp luôn anh em nhé. Ok, thì hình là như vậy, còn là clip thúc đây. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người theo.